Chào bạn, trong video này mình chia sẻ với bạn một cái case study lĩnh vực về luật và trong lĩnh vực của bên phía của mình và đội ngũ GTV SEO triển khai chưa đầy hơn 10 tháng mà đã phát triển website chưa được 5.000 traffic một tháng lên hơn 100.000 traffic một tháng ở thời điểm hiện tại trong những một trong những cái thị trường cạnh tranh nhất ở Việt Nam, cũng như đây là dự án bên phía mình triển khai không có backlink, với nội dung triển khai cơ bản chưa đầy 200 bài viết, số rất là ngạc nhiên, cho tới mức là một trong những anh triển khai về web ở website gọi là luật Minh Khuê, một trong những cái đối thủ ở trong thị trường luật này, với con số đạt gần 12 triệu traffic tại thời điểm đỉnh cao đó, cũng phải phân tích và thấy rằng là content này ít quá nhưng tại sao nó lại hiệu quả. Trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn đó là nguyên lý cốt lõi về phương pháp topical authority, nó là cái gì, nó thực sự không phải là cái gì, tại sao nó hiệu quả, nó giúp cho cái case study này thành công tới mức độ như vậy. Thứ hai là ba chiến lược hay là phương pháp có thể giúp cho bên phía bạn có thể ứng dụng sau khi coi hết video này vô mình trong phía dự án đó mình để đạt được những cái hiệu quả, những cái bước nhảy mà bên phía bạn thấy rằng nó thiếu, và bên phía bạn không phải sợ những đợt Google có update nữa. Thật ra bên phía bạn có thể mong chờ nó nữa cơ, có nghĩa là sao, những đợt có update mà nó tới là website bên phía bạn nó lại tăng trưởng, đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cụ thể trong nội dung buổi hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về định nghĩa topical authority. Topical authority là việc bạn xếp hạng cao hơn một cái trang web đang có thẩm quyền authority site trong một khoảng thời gian nhất định, thông qua việc bạn tối ưu với chi phí chi xuất nó tốt hơn, cost of retrieval với độ chính xác rõ ràng, clear and precise, và phản hồi thông tin cao hơn, information responsiveness, bằng cách bên phía bạn xây dựng một mạng lưới nội dung ngữ nghĩa semantic content network với main content nội dung chính và nội dung phụ supplemental content, thông qua việc bạn xây dựng tối ưu vi mô và vĩ mô micro and macro semantic cho nội dung của bên phía các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu đi vô cụ thể hơn về ba cái chiến lược để phía bạn phải hình dung được là một phần của cái việc topical authority nó là ra sao mà phía bạn có thể ứng dụng liền. Bởi vì nếu mà muốn nói nguyên một cái chuyên đề về topical authority, thật ra mình phải nói ở đó là thực sự mà nói luôn, mình training cho đội ngũ phía mình á, nó phải mất cụ thể tổng cộng gần 24 tiếng đồng hồ. Và mình phải cụ thể là 8 cái video, và mỗi video là 3 tiếng để mình nói từng cái hạng mục trong topical authority. Sau đó mình phải hướng dẫn chi tiết kỹ lưỡng nữa. Và hôm đó mình training là mình training cho đội ngũ leader của mình nha, chứ mình không phải mình training cho mấy bạn intern này, mấy bạn mới vào nghề. Nên bởi vậy, những cái chuỗi này là những chuỗi chia nhỏ ra mà bên phía bạn có thể coi, à mình hiểu hơn một phần, và bên phía bạn có thể ứng dụng và bạn có thể triển khai được và bạn tu được. Đó là những cái mục tiêu của phía những cái video này để bên phía bạn có hiểu rõ. Đầu tiên đó, thứ hai nữa mình sẽ mong muốn là nói với phía bạn là topical authority nó không phải là cái gì. Bởi vì để cho bên phía của bạn đỡ phải tiếp nhận những thông tin mà phía mình thấy là nó chưa đúng, nó chưa sai, nó sai lệch, hoặc là nó chưa rõ ràng, nó khiến cho phía bạn nó thực thi topical authority á nó là nó không đạt được hiệu quả như phía bạn nó mong đợi. Thì topical authority dịch nó tiếng Việt là cơ quan chuyên đề, nghe là cơ quan nghe nó giống như là to lớn, nó khổng lồ vậy. Thì có nghĩa là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là xây dựng, ví dụ như chủ đề đó bên phía bạn phải xây dựng rất là nhiều bài viết, và phải xây dựng từ những cái nội dung chung chung nhất cho nó những cụ thể nhất, nó khiến cho một cái nội dung của phía của bạn nó rất là nhiều bài. Có nghĩa là cái chủ đề của phía bạn nó, ví dụ như chủ đề về mặt SEO nó có hơn 250 bài viết đi chẳng hạn, thì bạn phải xây dựng hết 250 bài viết đó, thì từ đó mới bạn phát hiện cái tính chuyên môn cao, tính thẩm quyền cao, từ đó bên phía bạn mới đạt được topical authority. Thì điều đó nó là không chính xác. Nội dung của bên phía bạn nó cần phải đúng và nó cần phải đủ, chứ nó không cần phải nó là quá nhiều. Khi bên phía bạn viết quá nhiều bài viết, thực tế là nó sẽ có những cái bất cập của nó. Bất cập đầu tiên là nội dung bên phía bạn viết nhiều quá có chắc gì nội dung bên phía bạn chất lượng. Nếu nội dung phía bạn mà nó không chất lượng thì những bất cập thứ hai, nội dung không chất lượng của bạn thì có nghĩa là sao? Nội dung nó không đạt được tiêu chí, nó không có lên top thì Google Panda sẽ phạt bạn. Nếu bạn nào mà tìm hiểu về SEO sâu bạn sẽ biết rằng là Google Panda nó sẽ phạt tổng thể một cái category hoặc là một cái website khi cái số lượng content kém chất lượng của nó chiếm hơn 20%, có thể là trong xét trên cái phạm vi gọi là một cái chuyên mục đó, một cái chủ đề đó, hay là tổng thể nguyên một cái website. Nên thật ra viết càng nhiều không nghĩa là tốt, bởi vì cạnh phía đúng và viết đủ. Có nghĩa là sao? Đúng á, cái nào nội dung á chắc chắn là cần phải chuyên môn cao, chuyên môn sâu tốt, và cũng như là đủ. Đủ là sao? Đủ một số lượng nhất định mà thôi, một số lượng nhất định để phía boss nó đọc qua, nó cào qua, nó hiểu được rằng là bạn có đủ thẩm quyền, nó hiểu được rằng là chuyên môn của phía bạn tốt. Nó ngắn gọn là như thế này, nó là do less nhưng mà achieve more vậy. Giống như topical authority nó giúp cho bên phía của bạn làm thì nó ít hơn á, nhưng nó đạt được kết quả nó to lớn rất là nhiều. Bạn nghĩ thử, viết chưa đầy 200 bài viết mà hơn 100.000 traffic nó như vậy,
Rồi bạn có thể biết được rằng là cũng một dự án khác bên phía mình đã từng share ở trên kênh YouTube của mình rồi, đó về dự án case study global của mình lĩnh vực green on demand. Mình viết cũng đâu đó 200 bài, mà trong 200 bài đó bên phía của mình đó, viết được đâu đó là chi phí content nó bỏ ra có 40 triệu hơn mà thôi, nhưng mà nó đạt hơn 1.1 triệu traffic tính ở điểm hiện tại, và mình đã ngưng triển khai viết bài từ giai đoạn tháng 7 năm 2023, tức có nghĩa là hơn 6 tháng mà traffic nó lên. Và như bên phía bạn thấy cái biểu đồ này, và nếu bạn nào mà làm lĩnh vực này mà lâu, một website mà global mà đạt hơn 1 triệu traffic mà bạn treo quảng cáo á, và bạn kiếm được thu nhập nó khá là nhiều đó, mới nếu mà nói về góc độ về treo quảng cáo thôi, chứ chưa nói về góc độ là về góc độ affiliate, và hay là nói về góc độ bên phía bạn kinh doanh, góc độ kinh doanh phía bạn mà bán những cái sản phẩm của phía bạn trong cái lúc đó. Rồi thì ý muốn nói là cái gì, mình muốn nhấn mạnh lần nữa, nó không phải cứ viết càng nhiều cover hết toàn bộ chủ đề rồi nó viết tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, có nghĩa là nó viết hết tầng 1 là SEO là gì, viết qua tầng 2 viết bài quy trình SEO, bài viết chuẩn SEO, viết về on-page SEO, rồi xong tầng 3 của cái bài viết on-page SEO thì bây giờ nó bắt đầu nó viết rằng là heading là cái gì, tiêu đề là cái gì, meta description là cái gì, ví dụ như vậy. Rồi xong đến tầng 4 thì nó viết nó quá là nhiều, thì bạn cần đúng một cái đủ lượng nhất định mà thôi. Thì topical authority nó không phải là cứ cover hết toàn bộ cái đó. Thứ hai, internal link của nó trong topical authority nó không phải link theo mô hình topic cluster, hay là nó link theo mô hình theo kiểu cứ liên quan nó gắn vô, mà là phải liên kết với nhau góc độ ngữ nghĩa. Topical authority bên phía bạn nội dung phải sản xuất bài nào là chuẩn, bài đó nó tốt, thì nó phải liên kết theo góc độ mạng lưới về mặt ngữ nghĩa nữa cơ. Thì đó, những cái định nghĩa nó không phải về topical authority. Và cuối cùng, topical authority nó không phải topic cluster nha. Topic cluster nó chỉ là một phương pháp, một cái mindset để phía bạn triển khai trong một cụm bài viết nhất định mà thôi. Topical authority nó phải cover luôn, có nghĩa là topic cluster có thể là một trong những phương pháp nhỏ để giúp cho phía bạn đạt được cái hiệu ứng topical authority, nó là như vậy. Nên á, đó là định nghĩa, và đó là góc độ là những gì nó không phải. Thì bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết cụ thể các chiến lược của phía mình nó triển khai là như sau. Thứ nhất, cái chiến lược đầu tiên của phía mình ứng dụng ở trong cái dự án này á, nó là về việc bạn phải biết, bạn chọn lựa ở những trận chiến, những khu vực mà phía bạn có thể chiến thắng được, chọn lựa thị trường ngách, đó là chiến lược đầu tiên. Đây mình chia sẻ với bạn câu chuyện để phía bạn rõ. Thì trong thị trường này, lúc mà phía mình mà nhận góc độ dự án, bên phía khách hàng có khá là nhiều về sản phẩm và dịch vụ. Thì sau khi mà góc độ sản phẩm dịch vụ khách hàng ưu tiên xong á, thì khách hàng mới chốt phía mình là ba cái chủ đề, ba cái lĩnh vực mà khách hàng muốn triển khai: giải quyết tranh chấp, sở hữu trí tuệ và thành lập doanh nghiệp. Và trong góc độ này, thành lập doanh nghiệp đó là một trong những cái dịch vụ mà họ muốn mở rộng tệp khách hàng. Cụ thể hơn á, là thành lập doanh nghiệp đây nó khác so với lại góc độ á, là của các cái công ty khác, bởi vì những thành lập doanh nghiệp của này họ muốn target những đối tượng là khách hàng nước ngoài, có nghĩa là có vốn đầu tư nước ngoài, sau đó họ muốn thành lập công ty ở Việt Nam là một cái thương hiệu nước ngoài, hoặc là họ muốn là cái quy mô dịch vụ và sản phẩm nó rất là lớn, hợp đồng của họ về thành lập doanh nghiệp thôi nó mấy trăm triệu hoặc là cả tỷ cũng có. Nên cái ý là cái góc độ về cái dịch vụ, cái tệp khách hàng của nó, họ cái giá trị hợp đồng của họ thì thường rất là cao, cả tỷ bạc trở lên không à, nên nó rất là khác so với lại các đối thủ đang rank top ở điểm hiện tại. Nhưng ở lúc mà mình phân tích á, thì cái thị trường thành lập doanh nghiệp là một trong những thị trường cạnh tranh nhất. Góc độ đối cá nhân của phía mình á, nó cũng phải thuộc vào top 5 đến top 10 cái thị trường cạnh tranh nhất ở Việt Nam mà bên phía mình thấy, trừ mấy cái lĩnh vực mình không nói, mấy cái lĩnh vực 18 cộng, rồi lĩnh vực casino, game bài, cái đó là một cái trường phái khác rồi, với lại mình cũng không có đụng vô cái đó. Mình không có muốn đụng vô mấy cái thị trường mà nó vi phạm pháp luật ở trong góc độ của Việt Nam, còn trẻ chưa muốn vô tù. Rồi quay lại, thì đối với mình á, trong các kinh nghiệm phía mình triển khai, nó thuộc dạng nó top 5 đến top 10 thị trường nó cao nhất trong góc độ thành lập doanh nghiệp. Thì khách hàng muốn triển khai những cái bộ từ khóa, thì những cái bộ từ khóa này thậm chí nó bao gồm những từ khóa như thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, chi phí thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đó là những từ khóa rất là cạnh tranh. Thì lúc này khi mà phân tích thì cuối cùng mình quyết định rằng là mình mới thống nhất với đội nhóm trong góc độ phía mình khi mà triển khai dự án là kệ luôn cái chủ đề về thành lập công ty, bên phía mình sẽ đánh trước sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp, và mình sẽ muốn chiếm lĩnh hết toàn bộ cái thị trường, hai cái thị trường này trước. Nó có những lý do như sau. Thứ nhất, cái công ty này, cái dịch vụ chính và sản phẩm lõi của họ xét trên ba bộ đó, thì cái giải quyết tranh chấp và sở hữu trí tuệ là những khách hàng mà đang gọi là bò sữa mang về góc độ của họ, và đây cũng là nơi cái dịch vụ và cái thương hiệu họ biết tới được nhiều nhất ở góc độ mình thấy. Thứ hai, lúc mình kiểm tra qua trong góc độ những cái bài viết của họ ở trên website khi mà lên top á, thì cũng có xu hướng là lên top những bài viết này hơn là những bài viết ở trong cái danh mục về thành lập công ty. Rồi thứ ba nữa, khi mà mình thấy
phân tích về độ cạnh tranh thì tất nhiên hai cái thằng sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp á, nó dễ hơn ở góc độ thành lập doanh nghiệp nó nhiều. Nên bởi vậy mình sẽ chọn chủ đề mình muốn triển khai trước, tức mình thấy rằng đây là chủ đề mình phải khai thác được trước, mình có thể làm thành công trước, mình sẽ muốn chọn lựa nó trước để nó làm những cái lõi, những cái cột trụ lõi để khiến cho website của bên phía này nó tăng trưởng lên và nó cover được. Từ đây á, khi mà bên phía của mình nhận diện được ở hai cái thị trường ngách này nó tốt rồi á, mình sẽ bắt đầu mở qua cái thị trường nó lớn hơn, mình sẽ bắt đầu mở qua cái thị trường mà nó khó hơn, đó là thị trường thành lập doanh nghiệp. Nó cũng tương tự như vậy, khi bạn bắt đầu một chiến dịch, một cái khâu gì á, bạn phải tìm hiểu coi đâu là cái bộ từ khóa, đâu là một cái thị trường ngách bên phía của bạn nó muốn target vô, thì nằm bên phía bạn phải có một cái tiêu chí nhất định, chứ không phải cứ bây giờ cứ bay vô cạnh tranh cái từ khóa ngắn càng tốt, hay là ở góc độ là những cái thị trường phía bạn, cái thị trường cạnh tranh cao là tốt, trừ khi nào bên phía của bạn không có gì ngoài cả ngoài cái việc tiền, có nghĩa là không có gì cả ngoài tiền thì mình rất là vui mừng, thì bên phía bạn có thể giải quyết ra bằng tiền. Tại vì có một câu triết lý rất nghe rất là hay, đó là chuyện gì mà không thể giải quyết bằng được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Nếu bạn theo trường hợp đó thì mình rất là vui cho bạn, có điều kiện thì cứ quất luôn, không có gì ngoài điều kiện cả. Rồi quay lại, thì trong trường hợp này á, thì mình sẽ triển khai trước sở hữu trí tuệ và ở góc độ giải quyết tranh chấp. Lúc này bên phía mình cũng phải xác định thêm nữa đâu là những bộ mình có thể rằng là triển khai trước và góc độ là có thể bật được lên top luôn, đây là những bộ từ khóa dễ nhưng mang về nhiều traffic, thì mình sẽ lên một cái kế hoạch về mặt content và mình có lên thứ tự ưu tiên, mình sẽ post những bài viết mà mình tu những bài viết đó trước, không có nghĩa là những bài viết kia mình không tu mà mình sẽ cho nó tu những bài viết kia trước để nó phải lên top, nó lên traffic. Khi nó bắt đầu nhận diện được những nội dung lõi rồi và những cái chủ đề nội dung này nó cũng dính dáng tới lại cái short context của bên phía của mình. Short context á, nó là bộ nhận diện thương hiệu hay gọi là bản sắc của thương hiệu cộng với lại monetization, nghĩa là nói về cái phân khúc khách hàng nó muốn hướng tới. Có là những cái bộ từ bên phía mình triển khai á, thì nó phù hợp với lại phân khúc khách hàng đang họ đang muốn hướng tới, phù hợp với lại thương hiệu bên phía họ. Khi mình chiếm lĩnh hết toàn bộ này rồi thì bắt đầu mở qua thành lập doanh nghiệp, và khi mình mở từ thành lập doanh nghiệp mình sẽ muốn đi từ những cái nội dung á, mà mình thấy cũng rằng là những cái từ khóa nó dài và những từ khóa nó ngắn trước, thì mình sẽ triển khai những nội dung đó trước, sau đó mình cover hết toàn bộ về thành lập doanh nghiệp ở những cái bộ chủ đề mà mình đang muốn triển khai. Từ đó phía bạn thấy rằng cái hiệu quả traffic á, theo cái biểu đồ những phía bạn thấy nó tăng trưởng hầu như là đột phá, nghĩa tăng trưởng như là đầu nó ít nhưng mà sau nó tăng vụt lên, bởi vì nó bắt đầu đạt được trạng thái topical authority rồi, bắt đầu là trạng thái là xếp hạng cao hơn những cái trang web authority site khác, những cái trang web có thẩm quyền khác đang ở hai chủ đề là sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp. Sau đó mình kéo qua bên viết thành lập doanh nghiệp và nó cũng kéo được luôn những cái bài viết làm doanh nghiệp nó lên top rất là tốt. Ở điểm hiện tại có những bài viết cạnh tranh rất là cao, hầu như nó chẳng có backlink gì, hoặc chỉ được một hai cái backlink gì, nó rất là ít, trong đó mà backlink nó không phải mình đi mà backlink tự nhiên nó có. Thì đó là góc độ bên phía cái chiến lược đầu tiên. Bên phía bạn phải chọn lựa được cái thị trường bên phía bạn có thể chiến thắng được, cái chiến lược của bên phía bạn phải chọn được cái trận chiến mà nó mang về cho phía bạn nhiều lợi nhuận, có khả năng chiến thắng được. Từ đó bên phía bạn hãy thừa thắng mà nó xông lên. Cái thứ hai á, là bên phía bạn xây dựng topical map. Topical map á, hay gọi là semantic content network á, nói chung đó là khác, là từ đồng nghĩa với nhau, chung một cái ý nghĩa. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp trong cái định nghĩa ban đầu của topical authority bên phía bạn đã thấy. Các bạn xây dựng cái semantic content network hay gọi là topical map cho nó dễ. Thì topical map á, nó là gì? Topical map á, nó sẽ được cấu tạo bởi hai thành hai cái chính. Topical map nó sẽ bao gồm đầu tiên là core section và thứ hai á, là outer section. Trong góc độ core section là gì? Core là lõi, section á, là nội dung. Thì core section là những cái nội dung rất là lõi. Thì cái core section này là những nội dung rất là lõi để bên phía con Google nó đa cào qua, nó đọc những cái nội dung core này trước để nó hiểu bên phía của bạn á có chuyên môn sâu, chuyên môn cao, có những trải nghiệm tốt ở trong cái chủ đề này hay không. Từ đó những nội dung này mà là tốt á, nó sẽ bắt đầu cho bên phía bạn những tín hiệu tốt về nguyên một cái chủ đề này. Từ đây những bài viết khác tạo điều kiện nó rank top tốt hơn. Và khi bắt đầu những bài viết khác nó rank top hơn thì bắt đầu có tín hiệu của người dùng vô bài viết đó. Và khi bài viết này mà mình viết chất lượng, tín hiệu tốt là sao, nó bắt đầu kéo nguyên một chùm nó lên, bởi vì những cái lõi nó sẽ lên top. Outer section á, là những bài viết cái phần nằm ngoài rìa. Thì những cái phần này á, nhằm mục tiêu á, những mục tiêu chính. Thứ nhất nó là những bài viết nó bổ trợ cho core nó lên. Nó những bài viết bổ trợ, những bài viết core hơn nó bổ trợ. Hoặc là đôi khi bên phía bạn muốn kéo traffic, có nghĩa là phía bạn thấy là ê, những bài viết nó có traffic trong chủ đề này, bạn viết để kéo traffic, để khi traffic của những bài viết này nó lên thì nó cũng sẽ giúp cho tổng thể cái chủ đề đó được nâng điểm thứ hạng mình liên quan và độ chuyên môn cao. Từ đó nó kéo nguyên một chủ đề lên. Có nghĩa là sao? Về mặt cơ bản nó kéo traffic và gián tiếp thúc đẩy vô bên phía bộ core. Tuy nhiên đa phần ở bên phía mình ở điểm hiện tại ở thị trường Việt Nam nói riêng, thế giới thành ra nó phương pháp topical authority nó còn rất là mới, thì
khi mà viết bài co, chỉ cần viết bài co thôi, hoặc đôi khi thêm một vài bài outer, một vài bài outer, là có nghĩa ở đây mình muốn nói là chỉ có đâu đó 5-6 bài outer giữa đổ lại, nói chung là 10 bài đổ lại đi chẳng hạn, thì bên phía bạn đã đủ có khả năng lên rồi đó. Nghĩa là sức mạnh nó tới đến mức độ đó. Có nghĩa là những cái bài viết co này bên phía bạn xác định lõi, và những cái bài viết này bên phía của bạn á phải làm chuyên môn rất là sâu, rất là chi tiết, làm từng câu từng chữ nó tốt, nó xúc tích, nó ngắn gọn, nó hiện những expertise nó cao, nó nghiên cứu cụ thể các kiểu, để bot nó vô nó cào từ bài này qua bài khác, liên qua thông qua cái link về mặt ngữ nghĩa, into link ngữ nghĩa, nó tạo thành, nó liên kết nguyên tất cả các chủ đề co lại với nhau theo góc độ ngữ nghĩa. Thì thành ra tất cả bài viết đều tốt cả, nó sẽ thúc đẩy nguyên hoàn toàn bộ lên. Thì bên phía bạn thấy ở cái file như thế này, như phía bạn thấy ở góc độ topical map, thì ở đây những phần nào là core, phần outer, như bạn thấy đây nó rất là nhiều chủ đề, nhưng mà những chủ đề như thế này chỉ có vài ba bài là core, còn lại nó là đa phần là outer cả. Outer ở đây bên phía bạn thấy có một cái cột đó là non UL SEO và một cột là UL SEO. Thì đa phần phía bạn thấy mình, bạn như bạn thấy ở cái file này của phía mình á, đa phần những cái bài outer mình làm là nó trong UL SEO, là những trong những cái từ khóa mà khách hàng đang muốn tay ghép tới, thành ra mình làm thôi, chứ đa phần á bạn thân làm bài co. Đó lý do tại sao nó khác so với lại cái định nghĩa mà mình bảo không phải là cái gì á. Thì bên phía bạn cứ xác định đúng và nó đủ số lượng bài đó, và bắt đầu viết bài đúng cái chất lượng của nó, đúng cái thuật toán nó yêu cầu, đúng góc độ tối ưu cho nó tốt, cả người dùng cả công cụ tìm kiếm á, và tối ưu có kiểu on page in the link lại với nhau, hoặc là có thể thêm schema, thì đạt kết quả rất là tốt rồi. Thì core section được xác định nó như thế nào? Core section á, để nói về một chuyên đề muốn sâu về phần này á, thì ra nó rất là khó và rất là lâu. Trong cái phần Blueprint AI của phía mình á, thì mình nói 2 buổi lận, 3 đến 4 tiếng mình nói về việc xác định về mặt core section. Có nghĩa là phần này nó đòi hỏi chuyên môn rất là sâu để khi bạn xác định được. Nếu phía bạn nào muốn tìm hiểu thì phía bạn học khoa học Blueprint AI, hoặc là bên phía bạn hay chờ những video sắp tới mình chia sẻ phía bạn hiểu hơn. Còn trong đây thì mình sẽ nói ngắn gọn để bên phía bạn rõ ràng hơn. Thì core section và outer section á, nó được xác định dựa trên cái short context, và nó dựa trên central search intent, và nó dựa trên central entity. Thì đó là ba thứ: short context, central search intent và central entity. Như bạn thấy đây nó có cột này, central entity nè, đó mà thấy trong cái file của phía mình á, central entity nè, short context. Thì cái short context và central search intent á thì đa phần nó đều không có nêu ở trong đây, nhưng bạn thấy có central entity ở đây. Tại sao nó không nêu? Tại search intent á, về mặt cơ bản nó sẽ có là coi là góc độ là người ta đăng ký vô đọc những cái bài viết này, hay là những cái nội dung này người ta muốn đăng ký gì, ví dụ như là đăng ký dịch vụ, hay là người ta muốn tìm kiếm thông tin, có là search intent, kia là cái central search intent, nó central trung tâm là gì, là mình muốn điều hướng về góc độ dịch vụ của phía mình. Thì đó, cái central là trung tâm, thì điều hướng về dịch vụ và cho cung cấp thông tin thể hiện góc độ chuyên môn của mình, đó là cái intent chính của bên phía của mình. Thứ hai nữa, short context của bên phía của mình, như mình nói short context nó cái định nghĩa như mình nói là bản sắc thương hiệu cộng với lại cái phân khúc khách hàng của bên phía bạn. Thì dựa trên cái phân khúc khách hàng của bạn, dựa trên bản sắc thương hiệu của bạn, như nãy mình nói thành lập công ty đi chẳng hạn, thì khi mà thành lập công ty, có đa phần cái từ khóa thành lập công ty đa phần nó đang hướng tới ở góc độ là những người SME, những người thành lập công ty nhỏ hoặc là startup, chứ không phải thành lập công ty nước ngoài. Nên bởi vậy cái core section của cái doanh nghiệp mình làm á, nó sẽ không phải là cái bài viết là thành lập công ty, nó đôi khi nó không phải thành lập công ty, nó là core section, nó là một bài viết khác. Bởi vì cái intent của thành lập công ty nó đa phần là những cái công ty doanh nghiệp nhỏ và SME là chủ yếu thôi. Nên á, tùy vô cái thương hiệu của các bạn, phân khúc hàng mình hướng tới, thì cái core section nó sẽ là khác nhau. Thì khi đó bên phía bạn bắt đầu chọn, thì khi bắt đầu chọn thằng nào là co trong từng cái từ khóa phía bạn, cái này nó ra, cái này phía bạn phải research toàn bộ thị trường và phải research từ khóa, và cũng dựa trên sò contact của phía bạn phải suy nghĩ những từ khóa nhất định để phía bạn bỏ vô, thì bạn có một cái file bắt đầu chọn thằng này là co, thằng này là outer. Từ đây bạn xây dựng để xác định được co và outer rồi. Thì topical map của phía bạn đó, nó sẽ bao gồm cả URL và nó tiêu đề, meta description nữa, chứ nó có image URL, image LT. Thì những cái cột này nó giúp cho con bot tối ưu về mặt chi phí truy xuất. Có nghĩa rằng là con bot ở điểm hiện tại á, thay vì á, con bot nó cào hết toàn bộ nội dung của phía bạn, nó sẽ cào một cách tổng quan qua trước để hiểu tổng thể về mặt nội dung, và cũng như cào một cách tổng quan qua trước để nó hiểu rằng là cái web của bên phía nó đang cào và thu thập dữ liệu của nó có chất lượng không, nó ok không. Nếu như mà nó không ok và nó tốn nhiều chi phí quá, nhiều khi nó chả thèm cào bạn đâu, nghĩa nó không thèm đọc bài viết. Có nghĩa lúc này bên phía bạn vô mấy cái công cụ search console hay là log file, hay là con bot nó vô cái thu thập cái thông tin đó, nhưng thật ra nó có cào hết toàn bộ hay không, nó có nhớ là không, nó một chuyện khác. Tại vì chi phí truy xuất á, được định nghĩa là như thế này: chi phí truy xuất nó là bao gồm là chi phí của toàn bộ quá trình mà nó truy xuất. Thì quá trình truy xuất nó sẽ bao gồm là về việc là truy cập vô, đọc, hiểu, sắp xếp,
lưu trữ, sắp xếp là gì, là đọc xong xong rồi sắp xếp nội dung là cho chỗ này lưu trữ cái thông tin đó, xong xếp hạng thứ hạng của bài viết đó của mình, các bạn xếp hạng bài viết đó xong thì bây giờ nó bắt đầu đáp trả góc độ của người dùng, là coi là người dùng search từ khóa thì nó phải bóc tách thông tin nó trả lời với các bạn được không, hay nó đưa bài viết của bạn nguyên một bài viết cho bên phía của bạn, thì đó trong việc chi phí truy xuất, đó là những cái hạng mục chính mà mình có thể chia sẻ. Thì bởi vậy nếu như góc độ của bên phía cái web phía bạn nó tốn quá là nhiều tài nguyên truy xuất của góc độ của Google, nhiều khi Google đọc qua thấy tao thấy mệt não mày quá, tao không thèm đầu tư, nó dẫn tới trường hợp là nó bỏ qua phía bạn luôn. Mà nó bỏ qua phía bạn luôn, nó dẫn tới trường hợp là bài viết của bạn đôi khi nó không index, hoặc bài viết của phía bạn nó không ranking được cao, hoặc là đôi khi đang một ngày đẹp trời đang top 10 cái văn khỏi top trong những đợt Google có update, là bởi vì Google thấy rằng phía bạn không xứng đáng nữa và có những nội ý khác. Thì góc độ như này, khi bên phía mình thiết lập một tốc độ map URL của mình, tiêu chí của mình nó làm sao nó cào qua, thiết lập một cấu trúc silo và làm sao cho nó ngắn nhất, như phía bạn thấy một cái mẫu ở đây, thì mà lại nhiên mình phải che đi, bởi vì không là bạn sợ được cái URL xong rồi bạn thấy cái web của phía mình mất. Thì khúc này phía bạn thấy đây, URL mình sẽ không muốn chèn từ khóa quá nhiều, URL của bên phía của mình nó sẽ muốn ngắn gọn, nó đọc qua nó hiểu được cái chủ đề của phía mình nó là được, tiêu đề nó sẽ phản ánh cái chủ đề, meta description nó cũng tương tự vậy, image URL đặt và image alt là cái image ở đây, không phải tất cả các hình ảnh mà cái image future image, cái hình ảnh đại diện cho bài viết đó, tại vì đó những cái những thông tin đầu tiên con bot nó đọc. Thì những cái này mình sẽ làm sao chèn những từ khóa ngữ nghĩa, mình sẽ làm sao viết cái mô tả nó chi tiết, mình sẽ làm sao cho góc độ bot nó đọc qua nó hiểu được hết mục tiêu của mình là gì, hiểu được hết toàn bộ cái nội dung bài viết của mình cách tổng quan và cũng như nguyên cái chủ đề phía mình đang muốn hướng tới. Và những bài viết này là con này mình sẽ link với nhau internal link, và mình cũng sẽ để ở trên cái phần đầu tiên của cái phần một blog, hoặc là phần đầu tiên của phần dịch vụ, để bot nó hệ vô nó cào đầu tiên, đại khái là cào qua thì nó đọc và nó hiểu và nó tốn ít tài nguyên cho góc độ của nó. Thì đó là topical map, đó chính là thứ hai. Và chiến lược cuối cùng của phía mình đó là việc mình xây dựng article methodology, thì là xây dựng về mặt nội dung dàn ý một cách chi tiết. Thì về mặt dàn ý và mặt chi tiết và cách xây dựng cũng như prompt AI của nó, thì tốt nhất bên phía bạn nên coi cái video trước đó của phía mình mới làm mình đây, là cách viết content chuẩn SEO trong 2024 nhưng mà có kết hợp AI. Thì đó mình có đưa cho prompt của phía bạn và giải thích lý do tại sao. Ở đây mình có nói ngắn gọn vậy thôi. Cái dàn ý ở đây á, thì ở đây như mình chia sẻ, khi phía bạn xác định được những bài nào là core rồi, những bài nào là outer rồi, thì ở đây á mình đang muốn nói cái định nghĩa nó là gì. Định nghĩa của nó là giúp cho sắp như là tạo dựng một cái mạng lưới content network, đúng không, phải xây dựng nội dung nó tốt về mặt chữ chính và về mặt phụ, và cũng như tối ưu mặt ngữ nghĩa, làm sao cho tối ưu cái chi phí truy xuất nó tốt, gọi là tốt nhất, topical authority á, cái lõi của nó, mindset lõi của nó, đó là tối ưu cho chi phí truy xuất, làm sao cho nó tốt hết sức có thể. Thì lúc này cái nội dung của mình ở những bài co á, trong suốt video mình đã nói, mình sẽ muốn làm sao nó tuyệt vời hết sức có thể, chuyên môn sâu hết sức có thể, nó tốt hơn so với góc độ đối thủ, và mình phải biết làm sao cho nó ngắn gọn, nó xúc tích nữa, chứ không phải viết bôi chữ nó dài dòng thêm. Đó là những cái phần về mặt về góc độ co. Thì góc độ đó của nó đọc qua thấy bài viết mình nó quá là tuyệt vời, nó tốt hơn so với lại góc độ các cái đối thủ khác mà bên phía của nó đã thấy trong trên công cụ tìm kiếm, nó đã lưu trữ trong công cụ tìm kiếm về cái bài viết đó, và thấy rằng không chỉ một bài của mình mà nó qua cái bài thứ hai, nó qua bài thứ ba, nó qua bài thứ tư, nó qua bài thứ năm, nó đọc bài nào nó cũng rất là tuyệt vời. Và trong một cái chủ đề của mình là sở hữu trí tuệ, hay là thành lập doanh nghiệp, hay là góc độ giải quyết tranh chấp, bài nào nó cũng tuyệt vời và nó đều hữu ích cả, và nó tốt hơn so với lại góc độ của đối thủ của bên phía mình đang muốn tay ghét tới. Từ từ nó sẽ nhận ra rằng là rank top cái thằng web của bên phía của mình á, nó ít chi phí truy xuất hơn, có nghĩa là sao, nó vô đọc lớp lần ở góc độ đó, cả người dùng nó cũng vô, người ta thấy rằng là vô đọc lần, đây là những bài viết lõi, đây là những bài viết chính về thể hiện cái dịch vụ cốt lõi đó, thì bài nào cũng rất là hay, bài nào cũng đọc rất là dễ dàng, dễ hiểu, dễ follow, dễ ghi nhớ, dễ truy xuất thông tin sau này, thì đọc bài nào cũng tốt trong cái phần đó, thì nó thấy rằng rank top của mình á, nó sẽ giúp cho góc độ thực, nghĩa là cho người dùng serving cái người dùng, cái phục vụ cho người dùng search ở những cái bộ từ khóa này nhanh hơn, nó tốt hơn, và cũng như là nó ít tốn kém nhu lượng truy xuất của nó hơn, thì nó nhận ra web mình nó như vậy, nên bởi vậy khi đạt như vậy nó đạt được trạng thái top của OT và nó đạt được cái biểu đồ như bên phía bạn thấy. Thì hy vọng rằng ba cái chiến lược này, phương pháp này giúp bên phía của bạn trong góc độ triển khai. Nếu như các bạn chưa coi video về content chuẩn SEO 2024 với tạo dựng nó với AI thì bạn hãy coi qua cái video trước đó mình coi rồi. Nếu như bạn thích video này mà coi những cái chủ đề khác về SEO, content, AI ứng dụng trong khâu SEO cũng như digital marketing á, thì hãy subscribe kênh YouTube mình nha. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.